Mọi người coi con nào vẽ ở trong chuồng một mình mà nó giỡn ên kìa. Nó không nghe tiếng bước chân của tôi bước vô, tại vì bầy ngựa ồn ào quá, kêu sùm cho nên nó không có chú ý. Mình bước lại nè, chuẩn bị. Đó, nó thấy tôi rồi đó. Hả, miệng kêu. Kêu gì? Ăn no nê là tự động giỡn, không cần có bạn. Cái này gọi là gì? Tinh thần lạc quan, vui vẻ. Có những con mèo khác ở trong chuồng một mình là nó chù ủ, nó buồn nha. Mà không có chủ cũng giỡn, không có bạn cũng giỡn. Khi mình lại, trời ơi, kiểu như muốn tung nóc chuồng nó chạy ra. Nghe nói con mèo mà chích ngừa trong vòng mấy ngày là không nên cho tiếp xúc với mèo lạ. Với người ta có dặn là 7 ngày không được tắm. Mấy ngày nay đâu có chở đi chơi đâu, tại vì mấy ngày nay trời mưa. Mà chở nó đi chơi rủi mà trời mưa xuống rồi ướt mình ướt mẩy là thôi thôi, còng cốc hết. Chịu khó ở nhà đi, cái chén cơm với pate trộn cho nó hơi nhiều. Trộn hơi nhiều rồi bỏ mớ rồi. Bình thường là tôi trộn cho ăn vừa đủ. Kỳ này hơi bị lố tai. Thôi ngủ đi con ơi. Thấy mình đi lại là kiểu như là múa lửa, nhúng lên nhúng xuống. Thôi mày đi ngủ đi. Kìa kìa, bầy ngựa tắt đài luôn rồi kìa. Giờ này tụi nó muốn ngủ mà mày la là mày coi chừng. Nữa mà mày sống chuồng hay mày có cơ hội bước vô đó mày tới số với nó. Bầy ngựa bắt đầu còn ngủ rồi nè. Cho mọi người coi, trước khi cho tụi này ngủ là phải đốt nhang mũi nha. Mũi rất là nhiều. Một cái khoanh nhang mũi để ở đây là cho chung bầy ngựa với con nòi dẻ luôn. Nè, lúc này là tôi đem cơm cho nó ăn nè. Trời ơi, nó quậy. Hạt với cơm hồi chiều đổ xuống, ghét rồi làm biến dọn luôn. Đợi sáng dọn một lượt. Chứ ai mà hơi đâu mà đổ một cái rồi dọn một cái cho mày. Cái thằng này nó có tương lai đi ngồi quán đi chậm quán. Cho đó tôi đeo cái này lên người của nó cho nó quen. Chứ mỗi khi dắt nó đi chơi mà đeo vô một cái hả, nó cắn. Nó cắn, nó xé. Có chừng 5-10 phút nó mới nghỉ. Bởi vì tập đeo đi. Nó thả lỏng lỏng vậy nè. Đeo suốt luôn nha bà con. Cho tới khi nào nó cảm thấy ở trên người nó là chuyện bình thường, mỗi khi dắt đi nó không cắn nữa thì thôi. Cái nết ăn của nó là y như chiến hạm luôn. Tôi đang có cái dự định này, không biết có nên hay không. Tại vì con này nó mau lớn lắm, nó cực kỳ mau lớn, không có khác gì bà con của ngầu đâu. Mới một ngày thôi mà tôi thấy nó cao lên hơi bị nhiều á. Tôi đang có cái dự định vậy nè, tính tập cho nó ăn những cái món đồ bình thường bình dân, coi như là ăn bình dân hơn cả bầy khế thúi, bầy ngựa luôn. Tại vì bầy khế thúi, con của bầy ngầu hồi đó ăn rất là bình dân, mà sau này tôi thấy tụi nó hơi kén ăn. Có thể là mình cho tụi nó ăn pate hơi nhiều hay là hạt hơi nhiều rồi sanh ra kén ăn. Còn con này tôi tính khắc khe với nó hơn chút xíu, nhưng mà nó đang chích ngừa, do đó cũng không khắc khe được. Bây giờ bầy con của ngầu ha, con đại ca bắt đầu kén ăn, con quạo không còn là thánh ăn như xưa nữa, có nhiều món nó kén. Giờ mình tập cho con nòi dẻ làm sao mà ăn cái gì là lớn lên ăn luôn, không có thay đổi. Bầy con của ngầu nhiều món hồi nhỏ nó ăn mà lớn lên nó kén, không hiểu luôn á. Tôi nhớ là tôi có duy trì cho nó ăn thường xuyên mà tại sao nó kén ta? Hay là khi ăn cơm mình cho nó ăn đồ ăn nhiều quá, chứ cho đồ ăn ngon nhiều quá cái bắt đầu nó kén trời. Bây giờ mình sẽ tập cho con nòi dẻ ăn cơm nhiều hơn đồ ăn, và ăn những món thông thường thiệt là nhiều để cho nó quen ăn vặt. Không biết tập được không? Cái khăn the, giấy cuồng, tôi đốt nhăn mũi cho nó trong này nè. Trời ơi con gián, cái con quỷ nào vậy trời, lôi quần áo ở trên tủ ra luôn. Tại nãy lấy nhăn mũi rồi mình quên đóng cửa tủ. Con ngầu, đứa nào, con vịt cũng lôi ra luôn. Trong phòng dưỡng lão vẫn là cái mặt của con đại ca, nó đột nhập rất là hay nha bà con. Để đọc coi, cơm với pate còn rất là nhiều. Tôi trộn cơm với pate cho bọn này nhiều gấp mấy lần con nòi dẻ ăn đó, vậy mà nó bỏ mớ. Bởi vì cho tụi mày ăn sang quá là một điều vô cùng hối hận, cho mà cho lỡ tay đó. Trời trời trời, thấy mình vô cái giả bộ vô ăn ngoan ngoãn đồ, nó sợ mình đuổi nó ra bà con. Ý là tao đang ăn, không kêu tao ra nha. Miu miu, sao ăn cơm thế à? Đói bụng. Ơi, vừa đói bụng mà vừa ham ăn nữa. Mày đừng ăn mặn giả mà. Con gái mà ăn như chiến hạm vậy đó. Nói chứ mấy mèo ta nó ăn mặn lắm. Con mèo ăn mặn giống con ngầu. Ồ, cho bà con coi con thè nè. Từ khi để cái nhà ở ngoài, nó cứ cậy cửa ra ngoài nó ngồi hoài. Con quỷ này nó khóa chui lắm nha. Này cái cửa này nè, giờ tôi để tôi không có khóa. Con nào muốn ra chỉ cần đẩy cái là ra, đẩy cái là vô. Vô không thè? Vô không? Vô biểu coi.
hay không? Ủa? Vừa ngáo ngoài dưới khèn đó hả? Thôi cho nó ra chơi với cái nhà đi. Chứ vừa mới có nhà con nào cũng muốn ra thử nghiệm thôi. Thử thách một đêm ở trong ngôi nhà bằng mũ, ủa lộn bằng nhựa. Mà tôi ra không nổi với tụi nó đâu. Ở ngoài mũi muốn chết luôn mà ra được cũng hay. Ờ Miu. Trời ơi nói chuyện càng ngày đó, nó càng chịu nói chuyện với tôi như bà con. Rồi rồi cho ăn nè. Nó vẫn còn rất là đề phòng cái điện thoại. Tôi cầm cái Samsung quay thì không sao, mà cầm cái iPhone quay là nó cứ nhìn vô con mắt iPhone hoài à. Hình như con này nó dị ứng với cái camera iPhone hay gì á. Hả Mèo? Nó làm như điện thoại là con gì giận mặt nó hay sao? Coi kìa, nó cứ nhìn vô camera nó thụ trời ơi. Nó đơ một hồi lâu rồi mình vút vút nó chuyện nó ăn hồi, nó mới chịu bình tĩnh ăn cơm. Con này nó ngộ lắm. Nhưng mà càng ngày nó càng chịu nói chuyện với mình nha bà con. Mà vẫn rất là đề phòng cái camera. Không hiểu luôn. Rồi bữa nay sao bận cái bộ này? Cái bộ đầm dơ quá trời dơ rồi. Rồi tôi kiếm vòng vòng, có được cái bộ này che được cái bụng nè. Bộ này là con vui ngáo bận dừa. Bận vô cho con Miu cho nó dài xuống che cái bụng chút xíu nha. Chứ mấy cái bộ mà con Miu bận dừa là không có che cái bụng được. Mà cái này nó có cái túi lòi ra ngoài, không có lật ngược ra trước được. Lật ngược ra nó bị dướng. Mọi người coi cách ăn của con Miu nè. Y chang khế thúi luôn. Ăn cơm không có giống như mấy con kia nha. Ăn ở trên, còn cơm ở dưới là nó ếm xuống. Còn cái con này, nó vét đáy luôn nha bà con. Ăn rất là tiết kiệm. Nó cái nết này là giống khế thúi nha. Ăn cơm mà không có lửa đâu. Ở dưới còn dính hộp nào là vét hết hộp đó. Vô rồi nè. Vô hệ rồi đó. Giờ tôi để cái điện thoại sát nó luôn. Nó cũng không có liếc nữa nha. Nhưng mà cái lỗ tai nó hơi quéo quéo xuống. Có nghĩa là nó còn hơi ngại. Nhìn kìa. Ánh mắt đỡ sợ hơn rồi. Mà cái con này nó sợ cái camera từ lúc còn nhỏ, chứ không phải lớn nó sợ. Mọi người coi lại cái video cũ của tôi đi. Hồi 11, 12 tháng trước có mấy lần tôi nói trong video á, sao cái con này nó nhìn thấy camera là nó kiếm chỗ trốn vậy. Kiếm chỗ nó lánh mặt. Mà không có camera thì nó bình thường. Ngộ lắm nha. Sau khi ăn xong thì tôi cho mọi người coi cái bụng của con Miu hiện giờ. Nhìn thấy nó đỏ đỏ vậy thôi chứ nó khô queo nha bà con. Không có ướt đâu. Cái da con này á, là có cái gì đó ửng đỏ á. Hồi đó tới giờ là vậy luôn. Bây giờ cái bụng của nó gờ vô á, giống như là có một cái cục gì nó chai chai. Y chang con ngầu hồi đó. Cái lúc bụng nó gần lành là cũng vậy đó bà con. Nó cứng cứng chỗ này nè. Nó cứng thì mình còn yên tâm chứ nó mềm là nó dễ gắt nha. Nó đang lành đó. Nó gờ vô là nó như có một cục gì đó. Cỡ một tuần lễ hay là hai tuần cái cục này nó tan đi. Con ngầu hồi đó là vậy, còn con Miu tôi không biết nha. Thì kìa nó chịu nhìn thẳng vô camera kìa bà con. Thường mấy con mèo mình nói chuyện với nó thì nó nhìn cái mặt của mình. Còn con này nó đĩa camera không à. Hình như hồi kiếp trước con này là nó cũng truyền thông dữ lắm nè. Còn đĩa camera không đĩa cái mặt của tôi nha. Rồi, không quan tâm nữa rồi. Nè tôi chỉnh camera ly gần cái mặt đó. Cứ nhìn vô điện thoại không hả? Mọi người thấy không? Nó không có nhìn vô mặt của tôi đâu. Có điện thoại thì nó chú ý điện thoại. Còn không có điện thoại kiểu như nó an tâm hơn. Mà mỗi lần mà lấy camera chỉa vô mặt nó là cái mặt của nó trợn trầm. Thì này bà con thấy nó đỡ không? Chứ hồi những cái video trước là nó trợn con mắt lên thôi. Kiểu như nhắc ma vậy đó. Nhưng mà cái mặt này cũng không có được vui vẻ cho lắm. Chắc tại biết mình xấu. Xấu cho nên không có muốn lên truyền thông. Kỳ cục. Mấy bạn fan của Miu mà theo dõi Miu thường xuyên, bữa nay nhìn cặp mắt của Miu nhìn camera có vẻ như muốn làm quen đó nha. Hơi làm quen từ từ. Nhưng mà nó vẫn né tránh nha bà con. Mày né tránh hả? Thôi đập nhìn camera đi con. Con sống trong nhà khế thúi mà con không chịu lên camera đâu được. Đúng không? Trời. Vẫn né nha bà con. Nhưng cặp mắt này có vẻ hiền dịu hơn. Đó. Trời ơi, cái mắt cô hồn y chang đại ca. Con này với đại ca đúng là một ruột nha. Mà bây giờ nhìn cái nét mặt là cũng giống đại ca nè bà con. Mà cái con này cái mỏ của nó sao. Không biết diễn tả. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Tôi qua phòng dưỡng lão mở máy lạnh cho con này nó hưởng ké rồi đóng cửa sổ lại. Chứ mũi quá trời mũi rồi. Còn nữa mọi người coi cái lỗ tai của con Miu đi. Mọi người thấy cái vết gì đỏ đỏ không? Cái da con Miu nó như vậy đó. Hồi nhỏ tới lớn là nó ửng ửng đỏ đỏ. Để tôi bắt nó lại quay gần cho bà con coi nè. Nè cái lỗ tai của nó mắc cười lắm. Con này mà nếu tính ra nó là người da trắng là cái da của nó trắng hồng nha bà con. Cứ ửng đỏ đỏ vậy không đó. Cái bụng của nó cũng ửng đỏ giống cái da của nó như vậy. Nhưng mà không có ngứa, không có bị ghẻ gì đâu nha. Bình thường. Còn con mắt nè.
Bữa hổm chắc là sợ quá rồi đập vô con mắt rồi kéo mày rồi nè. Gần lành con mắt luôn rồi. Nó con quỷ này nó siêu nhát. Ghê không? Rồi chóc cái mày vô luôn rồi nè. Để coi chỗ này nữa có mọc lông không nha. Không mọc lông chắc mắc cười lắm à.